Nay tôi kể một công án để quý vị tham khảo. Vì vua cuối đời nhà Minh là vua Sùng Trinh, một vị quân vương có đủ trí huệ, nhưng phước báo của một vị hoàng đế cần có lại bị thiếu hụt. Vì sao vậy? Vì rằng ông gặp khổ nạn mà không lãnh thọ cái khổ cho đến tận cùng. Nguyên kiếp trước, ông là một sai di, nhưng lại chết trước khi thọ giới cù túc. Thành thử, thân phận ông vẫn là tiểu sai di. Trong thời gian làm sai di, ông phải nhận hết những công việc nặng nhọc như gánh nước, bổ củi, vân vân. Ngày ngày khổ công làm việc, hỗ trì đạo tràng, ông ráng sức chịu đựng và đè nén sự oán giận. Một hôm, ông leo lên nóc nhà để sửa mái, nhưng chẳng may bị trật chân rớt xuống đó chết. Các bạn tu vội báo cho phương trường hay, Hòa thượng viện chủ vốn biết rõ nghiệp quả có vị tiểu sa di này muốn tìm cách giúp cho đệ tử lãnh thọ cho hết khổ nạn, nên đối trước đại chúng, Ngài Phương Trường tuyên bố rằng, Tiểu sa di này làm việc thiếu cẩn thận để xảy chân ngã chết làm thiệt hại cho đạo tràng. Y đã phạm và tội xâm tổn của thường trụ đang bị trừng phạt. Các ngươi hãy buộc thi thể của Y và đò ngựa kéo đi cho đến khi tan sạc nó ra, khỏi cần phải dùng quan tài mai tang, cho ông phi của thượng trụ. Các thầy nghe phương trưởng nói xong, nghĩ tới tình đồng tu mà động lòng trắc ẩn, họ không nghe lệnh của phương trưởng rồi bàn bạc với nhau. Chúng ta là huynh đệ, cộng tôi trong một đạo tràng, lý nào để cho y bị ngựa kéo thay như vậy, chúng ta phải trồng các y mới phải chứ. Bàn xong tất cả đều chung tiền mua quan tài, rồi đem chôn xác tiểu sa di trong núi bởi đã khổ công làm việc chùa tiểu sa di đã từng tích lũy công đức nên kiếp sau được làm vua tức vua sùng trinh có điều ông chỉ tỷ vì trong vòng 16 năm lại gặp phải lúc thiên hạ bị đại loạn trong nước thì lý tư thành làm phản bên ngoài thì nhà thanh mang quân xâm lấn trong 16 năm trời chưa từng được hưởng một ngày an ổn vua sùng trinh thường xuyên bị dây vò bởi u phiền Chính vì lòng tốt của các vị huynh đệ đã làm hại ông, họ không để cho ông lãnh thọ cho hết tận khổ nạn. Nếu như các bạn tu sớm nghe lời phương trượng dùng ngựa kéo cho nát thay tiểu sai di, thì nạn khổ của ông đã sớm hết rồi, và ngày sau, hoàng đế sùng trinh đâu phải vì nước hy sinh mà tự tử ở môi sơn.